Hello. Hey, Kate. Đi, đi chơi không? Đi. Kate đi đâu đó? Đi mua bánh nha. Đi mua bánh cho Kate nhé. Hey. Mới có 2 tuổi mấy là đi kìa. Dát kìa. Ăn bánh gì? Ăn gì? Hả? Kết muốn ăn gì? Ăn gì? Hả? Hai. Ăn gì? Hả? Ăn gì không? Hả? Ice cream. Nhìn ice cream kìa. You want ice cream? Ăn không? Không ăn à? Lắc đầu. Không ăn mà cái lưỡi lè lè ra kìa, thấy không? Không ăn mà cái lưỡi lè lè ra thèm kìa. Cái lưỡi này nè, cái lưỡi này lè lè nó thèm nè. Cầm sữa, cầm sách đi học. Ăn gì? Đi ra đây chơi không? Đi. Kết à, đi. Post office? Đi. Come on. Đây có cây, có hoa đẹp không? Wow. Nice flower. Deep to him. Nhỏ nhỏ. Đi ghét không? Cây này. Yo. Come on. Đi ra đây. Okay. gì đó. Reacting. Đâu rồi? Cái kia đâu rồi? Kết muốn cái nào? Hả? Kết muốn cái nào? Một cái loại kia đâu rồi? Sao không thấy? Lonely. Oh. Oh. Where? Kết thích cái nào? Oh. Oh. Hả? Đọc đi cái gì đó. Shoot 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 shoot. Oh. 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 Hôn miếng. Hôn miếng. Hôn miếng. Hôn miếng gai. Hôn rồi.
Ôi giỏi quá, Kate giỏi quá. Oh yeah. Oh. Oh. Oh, look. Oh. Mm. Oh, lấy cái này nha. Lấy cái này nha. Đâu rồi, lấy cái nào? Which one? Mm. Đi mua cái đồ xịt allergy. Không biết sao chưa tới mùa mà tại sao nó bị nghẹt nghẹt mũi và ngứa ngứa rồi. Này mua để thủ đi chứ. Kia hết rồi. Nhà kết nhờ. Còn cái nào nữa không? Loại nào nữa không? Kotick please, Kotick, thank you. Hmm. Hết rồi. Hmm. À, thường thường là